Sáng nay sau nhiều năm hiếm hoi, thành phố biển Quy Nhơn Bình Định lại được sương mù bao phủ răng lối. Thành phố biển xinh đẹp, thoát ẩn, thoát hiện trong lớp sương mù đã tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và huyền ảo. Theo quan chắc, hiện tượng sương mù minh chứng cho môi trường thành phố biển Quy Nhơn đang ở trạng thái vô cùng tốt sau nhiều năm. một ngày mới, không khí tinh khôi mới và tràn đầy năng lượng trong khung cảnh mờ sương, có chút xe lạnh, đủ để người dân phố biển hít căng bầu ngực và từ từ cảm nhận xuân giáp thìn 2024 đang cận kề.